Anh lên Sài Gòn là say. Là cho là nhúng, là đẩy, là nhúng, là một, là cho mà hai, là đẩy, là ba, là nhúng không? Nhà coi anh xuống nhà. Mấy anh trai trên này đau bụng cái gì, làm gì cơm? Đúng đầu anh hai đứng cười vậy nè. Rồi anh chị ở dùng ra anh chị. Dùng ra nửa dùng, ra nửa dùng, ra giữa cầu nè. Mấy cái này còn thới cho ông chưa chơi là dùng ra đi người đẹp. Bà chị Na Cha kìa, bà chị Na Cha đang gột cái áo style uống kìa, ra chơi luôn người đẹp. Ra luôn, ra luôn, ra luôn. Rồi anh trai đứng lên đi anh trai, một chùm quen này đứng lên đi anh. Thở cái hả, nãy giờ không thở cái gì hả? Rồi đứng lên nghe. Rồi. Rồi giờ cho lên đấu lại lượt nữa không? Bây giờ mình quay phim chụp hình mình có check va rồi nữa nè. Bây giờ mình lên mình đấu lại lượt đi. Dồn ra mọi người. Rồi Cần Thơ ra lại đi Cần Thơ. Ra nhúng thêm lượt đấy mấy chị. Chạy đứng chắc chắc giùm em lâu lâu nghe. Mới mở máy quay chữ cho chị té lọt mưa trơn rồi đó. Rồi dồn, dồn ra đi cô, cám ơn ba cô gái nè. Dồn ra đi cô. Trời ơi dưới cuộc không ba cô ngồi. Cô ngồi sát vào hồi bạn nhúng lên trong nhà ngồi đó. Dồn ra nghe. Rồi anh đậu nắm dồn ra đi anh. Là trời ông nói giờ ông nhúng à, anh đứng lên anh thở giùm em đừng ngồi nghe. Bạn nhúng một cái là chị sẵn anh đó. Dồn ra mọi người. Rồi từ từ nghe. Rồi con gái ơi, con gái con đừng tin đâu ai đó nghe. Nãy giờ không có ai cho cô giúp đỡ đi con hết trơn á. Dịnh con là quăng con xuống mương theo không à. Dồn ra đi con. Em chào cả nhà đang xem livestream tại làng du lịch sinh thái nha cả nhà ơi. Đây là hình ảnh sáng nay. Con ra nói cái gì đúng rồi, thấy gầm cái gì này, đứng lên đi con. Tham gia ừ, chúng tôi xin vía nha. Chưa có vợ mà muốn có con rồi nè. Dồn ra đi anh chị. Hả? Dạ không mà em lấy vợ à. Rồi cho tôi thấy chưa? Rồi đúng rồi mọi người, đúng lên dây cộng ai cho nó mọi người. Rồi ai chơi mình dồn ra nha. Sau lượt này em sẽ cho Cần Thơ đấu nội bộ một trận của Cần Thơ nha. Rồi chuẩn bị. Đứng lên đi con, đừng có nhìn quần của cô con. Con nhìn con té là con trùng quần cô theo đó. Đứng lên mọi người. Rồi quần ai lòng thòng vui lòng mình kéo nhẹ lên giùm em nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 lên nhà nào. Cố lên nè. Đó đúng. Trời ơi ông đĩa lộn rồi. Tiếp tục ở giam hết trơn rồi cố lên. Rồi buông cái cầu ra anh trai, buông cái cầu ra đúng rồi. Rồi hối môi đeo vàng của em là bước ra đi anh. Đúng. Rồi nhảy như làng lá vậy là vô anh ơi. Là chô là nhúng, là đẩy, là nhúng, là đẩy, là nhúng, là một, là chô mà hai, là đẩy, là ba, là nhúng nào. Cố lên. Cầm thơ mãi thịt sao. Ra đẩy đi anh. Xuống nhà. Hai anh có tình cảm gì với nhau không? Trời kêu đẩy mà không đứng nhìn nhau thò lỗ hoài vậy nè. Đứng lên đẩy ra anh, nhào vô đẩy luôn. Đúng rồi, không được thì để chị em ra nè. Đó. Rồi chị ơi. Được dùng tay đẩy bóp thoải mái. Thích chụp đâu chụp đó nha. 1, 2, 3, vô. Đẩy đi chị. Lên luôn đủ. Anh không được dùng tay anh ơi anh. Rồi đấu với con gái sẽ dùng tay. Rồi rồi anh lỡ đó vậy. Anh lỡ rồi không sao. Vô bờ đi chị. Ừ nó cùi mà chị tôi lấy xuống nước không chịu. Rồi từ. Hai cho vô quýnh lộn chứ. Từ. Ôi ôi thiệt trời. Đầu nắm bước ra. Đâu nắm bước ra là chô là đẩy, là chô là đẩy nào. 1, 2, 3 là chô. 1, 2, 3 là đẩy. 1, 2, 3 là nhúng nào. Ôi bên anh cha đứng từ nghe cơm. Cái cao có dành em anh cha đứng từ em ơi. Chẳng lên. Vô đi anh. Anh đầu nắm nào vô đẩy bạn đi anh trai. Trời ơi đối thủ ơi bự chứ thôi chứ không có gì đâu anh ơi. Chẳng lên anh đúng rồi. Ơi, ok xuống nhà. Thắng rồi đó mấy chị. Mà chị ra ngoài cầu ngồi luôn thắng luôn chà. Tuyệt vời. Đổi vô chơi cho mình đi giờ cho Cần Thơ mình nhúng trận nội bộ được không? Ha. Cần Thơ ra nhúng trận nội bộ đi. Rồi anh chị áo nâu ơi mình di chuyển lấy trò chơi đầu tiên chuẩn bị mình chơi trò mới á. Em cho đại gia đình Cần Thơ mình đấu trận nội bộ cái. Để anh chị đi hơi đông. Rồi dồn ra đi mọi người. Dồn ra đi em cho mình đấu nội bộ trận nè. Gì vậy Na Cha? Ủa Na Cha đi dung đội cho mình luôn đó hả? Bé có niềm vui riêng nha. Nghe cái cao ngồi tự té là làng vậy đó. Đi lên chơi gì cơm. Rồi Cần Thơ ra đi Cần Thơ, dồn ra Cần Thơ. Cầm cái điện thoại xíu ha. Cầm gì lên xíu. Rồi vừa cầm vừa lái luôn nha. Rồi dồn ra nha anh chị. Rồi giờ này em vừa cầm em vừa like cho anh chị mình coi luôn nè đó. Chị nào thích cái comment vô nha, em trả lời cho mình nghe luôn nha. Thoải mái anh chị ha. Rồi dồn ra đi mọi người. Rồi Cần Thơ lên nữa đi Cần Thơ, chị Cần Thơ dùm đi. Người đẹp có đúng người đẹp.
Rồi mấy anh chạy chi hai bên giùm em nghe. Sẽ dồn có một bên gì nè. Anh chị bảo là qua dưới sẵn sàng chơi, mình di chuyển sân khấu lên cái đầu giùm em nha mọi người. Rồi từ từ đi. Ừ, khóe lộn vào tới đồng hồ để giờ chưa vô tới bờ đi, chờ đi ra đi cơ. Rồi bé ngồi hồi lõm này không chơi đâu hả? Ừ, trời đất ruột không? Rồi rồi, dồn ra anh chị dồn ra đúng. Rồi. Rồi xin mời hai người đẹp dồn ra luôn này, ra luôn đi bà chạy. Ra luôn đi đội mình anh thiếu người kìa. Có mấy người à, ra luôn đi chạy, ra luôn đội nhà mà. Thoải mái nha. Rồi nhớ giùm em nè anh chị, nước là nước phù sa em bơm vào sông lớn vô là nước ngọt. Nhưng mà nhớ giùm em té xuống ngậm miệng đừng uống nha. Đứng lên mọi người đứng lên. Rồi, giá gọng hai chân hạ người xuống giùm em nha. Vậy nào ngại ngại không dám giá gọng hai chân là té xuống mương đó. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, lên nào. Đừng dịnh nhau cho mọi dịnh là té là đồ quần mạng nha. Ờ, cái gì cần nói cho vui quá nè. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên là trâu. Đứng lên là dũng, đứng lên là chạy. Đứng lên là trâu là dũng, là chạy là lắc là chạy nào. Ghé ơi, người đẹp ơi. Bà qua xuống nhà nè, bà chị bú lưng hả? Là bà lắc như bà. Trời ơi, cho chị đứng lên được không? Chị đứng lên đi, chị đi dùng tay thoải mái bóp ở đây nè chị. Trời ơi, bà té xuống bà nằm bà lắc hồi thấy đồng đội gớt cho bà khỏi đâu hết rồi. Đứng lên đi chị đẹp. 1, 2, 3, vô. Lên luôn. Đi. Rồi chú ơi, chú kéo con lên nè. Rồi chú kéo con lên. Rồi gắn lên nha. Gắn đứng lên đi chạy, em nói mấy lên đi. Chẳng mình tiếp nè, chẳng cố lên chạy lên luôn con gái. Rồi gắn lên. Đứng lên chơi người đẹp. Thằng gái chơi. Chơi này hả? Xuống nhà. Dạ thôi được rồi anh chị, mình vô trong mình ăn uống là được rồi đó nha. Yeah. Đánh thằng đi đụng ơi. Rồi bây giờ này cần hơn, cần hơn, cần hơn. Di chuyển bữa này cần hơn. Mình chơi gung chung vàng này cần hơn. Rồi, anh chị áo nâu ơi, anh chị áo nâu. Giờ các cô áo xanh mình di chuyển đến trò chơi đầu tiên trên này nè. Em cho mình chơi gung chung vàng. Nha. Chơi nữa không? Có đâu chơi nữa không? Mấy anh trai em kìa đang ngồi trong phà lỏ kìa. Anh đồng nai chơi nữa không? Rồi bây giờ đồng nai mệt thở với trời. Rồi đồng nai đây nè mọi người. Cái đàn áo đỏ thôi, cái đàn áo đỏ với áo nâu bên dưới mình lên đây nè, mọi người lên chơi chung với bọn với anh chị Cần Thơ luôn nè. Đang có hai đoàn đó ở đâu, mình ghép đội hai đội mình đấu với nhau sẽ vui hơn nha. Rồi Cần Thơ ơi, tập trung hết anh chị qua đây đi Cần Thơ. Chuẩn bị mình chơi cung chung vàng trò chơi mới nha. Các anh trai mình sẽ chơi dưới, nữ trên sau giùm em nha mọi người. Rồi Cần Thơ ơi, áo xanh tập trung ở đây Cần Thơ. Anh đeo vàng, ba chùm qua đây nè anh. Ủa tính ra là cách phân biệt của mấy anh trai này dễ quá ha, anh một chùm, hai chùm, ba chùm ha. Trời ơi, dễ thương nha. Rồi anh chị áo đỏ bên dưới lên đây chơi luôn nè mọi người, chị áo nâu, chị áo đỏ bên dưới nè. Lên lên trò chơi đầu tiên mình chơi luôn nè mọi người. Lên đấu với đội Cần Thơ nha, hiện tại có đội mình đấu với nhau nó sẽ vui hơn, mình chơi đội nhà không nhiều khi nó sẽ không vui bằng nha. Lên đây nè anh chị. Anh chị đến từ đâu vậy nè? Chị đẹp áo đỏ của em nè, đồng mình đến từ đâu? Cà Mau. Rồi em mời anh chị em ơi, cuối mũi Cà Mau mình di chuyển lên đây giùm em nè mọi người. Lên trò chơi đầu tiên luôn nè chị đẹp. À, bên chung quét lọ nghẹ hả? Bây giờ lọ nghẹ không có, bây giờ vẫn tụi thì mình phóng mưa được không? Nha, không có quét lọ nghẹ giờ mình phóng nước nha. Cần Thơ lên đây, Cần Thơ lên đây này Cần Thơ. Em cho mình lên đây quẩn tù thì với đội Cà Mau nè. Đó, mình sẽ tham gia chương trình ai thông minh hơn học sinh lớp 2 nha. Đây nè anh chị. Rồi em mời đội Cà Mau lên đây. Rồi em mời đội Cần Thơ tập trung lên đây giùm em nè. Đó. Ờ, nước ruột không cô chuẩn bị 3 tiếng đồng hồ kìa, cô có đọc chung với đội bên đi. Chơi nước không dám chơi hả? Dạ đúng rồi, trò này quẳng đồ tì xong mình phóng xuống nước. Dạ. Cái này mình quẳng đồ tì xong cái mình phóng xuống nước, đâu chơi nước đâu. Cảm ơn lên đây, cảm ơn. Để chứ mấy cô lên đây, cô hồi sợ đi cầu thang xuống. Qua đây nè, mình kết hợp chung với Cần Thơ đi trùng áo nè. Ờ, anh hai chùm lên đây nè anh. Đúng rồi, 2-3 cái mệt vậy nè. Lên đây nè mọi người, Cần Thơ lên đây nè Cần Thơ. Khoan ta cha lên đây nè, cha cha, lên quẳng thu tì nè. Cần Thơ qua đây vô một hàng giùm em nha. Rồi Cà Mau ơi, vô một hàng giùm em đi Cà Mau. Cử mấy anh trai ra chơi trước giùm em nghe mấy ông địa nè. Cái cưng quá vậy. Cô qua đây nè cô. Cô kết hợp với Cần Thơ với đây giùm con. Dạ, mình qua đây nha. Trùng màu áo mình qua đây. Rồi, ông địa bước lên nè ông địa. Cái cưng quá vậy nè. Áo vừa quá ha. Rồi, lên đây nè anh trai. Rồi, vô một hàng giùm em rồi. Ôi dồi, thắng được cái thao. Xuống mưa nghe cái thao này của tôi. Vô hàng. Rồi bên đây vô hàng giùm em đi Cần Thơ. Ủa sao ít người còn ai không? Muốn kêu ai lên em kêu tên cho. Anh Khang. Ủa gian trọng hết trơn hả? Anh Khang đây nè anh Khang. Anh Khang mặc áo lót luôn cái bụng cho anh Khang.
Rồi Cà Mau vô hàng giùm em đi Cà Mau. Xếp một hàng dọc giùm em đi mọi người. Trời ơi, nãy trai này có khó lậu trời. Trời ơi, xin mời cô Diệu Hàng. Bích Kỳ chuột. Một tên là sang quá heo. Bích Kỳ mà còn chuột nữa. Cần Thơ vô hàng giùm em đi, Cần Thơ vô hàng dọc luôn. Rồi Cà Mau vô đây một hàng luôn mọi người. Cái gì mà hai hàng nữa, rồi vô một hàng, sắp dài xuống dưới cho mọi người, sắp dài xuống đó luôn. Rồi sắp dài xuống đó luôn. Rồi lên đây nè. Mình sẽ tham gia trò chơi đầu tiên, nó mang tên là Quẳng Tù Tì Phóng Mương. Chúng ta chỉ được ra kéo, búa và bao. Ai thắng đảo ra sao cho bạn tiếp theo lên chơi. Ai thua mình phóng xuống nước. Ai không dám phóng thì có cầu thang cho mình đi xuống. Được chưa? Đội nào hết người trước đội đó thua. Rồi mới cái chuột, không biết cái chuột này vô đây nè. Rồi vô hàng giùm em đi Cần Thơ. Ở cái tổ chức gì mà cái tổ chim đi đánh vô hàng giùm em đi chị. Vô. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3, chuột, 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 chuột. Rồi đội xuống đó chạy, phóng. Rồi tiếp tục người tiếp theo lên. Lên nhanh. 1, 2, 3. Ôi lỗi tiền trời. Ta chạy xuống đường. 2, 3. Ôi lỗi tiền trời xuống đường chạy. Chơi nào. Lên thì con lấy tôi, lấy tôi, lấy tôi nữa. Lên luôn. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ôi lỗi tiền trời. Xuống đường chạy. Phóng cái gì đẹp. Xuống cái này đánh ta thôi. Ôi lỗi tiền trời nhau. Chù. 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 Người xuống người đẹp. Tiếp tục nào. 2, 3. Ôi đó quá tuyệt vời. Tiếp tục lên luôn. Xuống. Quá dữ. Xuống nhạc. Gì đuôi đâu vậy. Rồi đổ lên sao đi chị. Cho bé lên chơi. Đổ người. Cái con nè. Đổ ai giống ra đổ với bé tôi nè. Đúng chưa. Ra luôn. 1, 2, 3. 2, 3. Tuyệt vời con với con. Xuống nhạc. Lên đầu con thua làm sao đi Trang nữa nghe. Coi đã đỡ bé xuống con xuống từ từ nghe. Con biết bơi chưa? Biết bơi rồi nghe, xuống từ từ nha con. Rồi tiếp tục thành viên tiếp theo lên nè. 1, 2, 3. Mẹ trời xuống mương. Câu nè, người tiếp theo lên. Lên luôn mọi người. 1, 2, 3. Trời xuống mương. Con khoan xuống nhẹ nè. Ủa mấy chị xuống nước lên lại đó hả? Khá là nghiêng động mơ người chừng nào xong trò chơi trời. Trời đất ơi, tự nhiên không ai xuống nước mà không có lên lại, mấy chị không có lên lại đâu, đỡ dưới mưa kìa. Xuống mưa đi chị, ai xuống nước không lên lại nghe. Anh trai ơi, xe đạp một xíu lượt trước cho mình chơi sao được không? Anh trai mình không có tự chơi trò đó được đó anh trai, anh để dưới đó giùm em nghe. Rồi xin mời thành viên tiếp theo bước lên nè. Cô lên đi, cô tới, cô tới, thời cô tới đây nè. Vô này cô. 1, 2, 3. Xuống nhà. Sao cô gái cái giếng như vậy? Trời ơi, ăn đâu ăn. Tại cái kéo hú vào cái giếng thua đó cô, xuống mương. Tại sao sao từ đầu rồi. Rồi cô xuống cái từ từ nha cô. Phóng từ từ thôi nha. Ở dưới có cá đó cô, phóng đi cô có thả bàn cá sấu dưới đi vui lắm. Nói trời, xuống đi cô từ từ. Thành viên tiếp theo lên luôn. Ai? Tại gọi Cần Thơ lên nè mọi người. Ai xuống nước rồi không lên lại nha. 1, 2, 3. Tuyệt vời, tiếp tục. Show này cô lên luôn. 1, 2, 3. 2, 3. Ôi lỗi quá dở. Xuống mương. Lên luôn nào. Chú. Ôi quá hay. Tiếp tục. 1, 2. Lên nè mọi người. Chú. Chú. Tuyệt vời. Lên xuống nhà. Trời ơi. Lên sình xuống máy rồi kìa. Có sao không người đẹp. Trời bà chị té quảng hốt chân trời. Tiếp tục người tiếp theo tới con nè. Ôi con xuống mương rồi mà. Rồi nước cụ nhỏ thua xong lên lại. Trời đi vô sao con. Lên đi cô. Lên luôn người đẹp. 1, 2, 3. 2, 3. Ờ quá hay rồi, tiếp tục. Thành viên tiếp theo bước lên. Lên mọi người, tranh thủ mọi người lên luôn. 1, 2, 3. Ờ lỗi quá dữ, tiếp tục. 1, 2, 3. 2, 3. Xuống mương. 1, 2, 3. Ờ đây thôi. Rồi tiếp tục lên luôn. 2, 2, 3. Quá tuyệt vời luôn rồi, tiếp tục lên. Xuống nhà, rồi sao đóng lên chơi hoài vậy? Rồi xuống mưa đó người đẹp ơi. Tiếp tục. 1, 2, 3. Quá hay. Hai chục cho có khác nha. Chuẩn bị nào. Chù. Quá dữ rồi. Xuống mưa.
nhịn mất miếng rồi người đẹp ơi. Tiếp tục lên nào. Ủa còn có người vậy đó hả? Xuống nhà. Cầm ao chơi hay quá vậy nè em. Chú, ok. Gắn lên ai còn một mình anh gắn lên người tiếp theo. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. 1, 2, 3, xuống nhà. Hãy chúc mừng Cầm Ao nghe chùa. Ở tuyệt vời không? Rồi bây giờ này Cà Mau ơi, Cà Mau tập trung lên cầu Mà Hồng hết giùm em nha. Cần Thơ ơi, Cần Thơ và các anh chị đến từ Sài Gòn tập trung hết lên cầu Mà Xanh Dương giùm em sẽ cho mình đại chiến với nhau trò chơi cầu Dũng ông đề nha. Rồi, xin mời tất cả các anh chị đến từ cầu Cần Thơ sẽ và kết hợp chung với anh chị đến từ Sài Gòn tập trung lên cầu Mà Xanh Dương này giùm em. Rồi, xin mời anh chị đến từ Cà Mau tập trung hết lên cầu Mà Hồng giùm em nhé. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến cầu Dũng ông đề, xin mời Đồng Nai ơi, Đồng Nai kết hợp chung với Cà Mau này, Đồng Nai lên đây chơi đi. Ừ, đứa ruộng của cha mới chơi xíu vô ăn nữa chờ. Ra chơi đi anh. Say hay, hay, hay nào. Anh chơi đi Cần Thơ, anh chơi cầu đúng với mọi người kìa. Gái này Cần Thơ đang có được lắm rồi đâu, mình ra mình chấu nè mọi người. Rồi xin mời Cần Thơ dùng đó cầu, Cần Thơ tập trung với cầu mình xin vui giùm em nha. Xuống nhà sao bé đưa hoài vậy nè. Đi lên cầu Hoàng Thanh Dương chơi với mọi người kìa. Không có vô được người đẹp ơi, không có vô được. Con đường duy nhất đi vô đó là xuống mương. Rồi xuống mương nha. Rồi anh chị làm gì vậy? Rồi đi lên cầu chơi với mọi người kìa hả? Cần Thơ lên đi Cần Thơ. Đó, anh chị mình đang tham gia trò chơi cầu Dũng ông đề nha. Sẽ được vào phát trực tiếp trên VTV ông đề đó mọi người. Đi lên nha. Tối nay 7:30 tối mở lên coi. Ra đi nè, Cà Mau vô lại, Cà Mau vô cái cầu Bằng Hồng thôi Cà Mau. Cậu bạn bên này, cậu mình mới cầu Bằng Hồng nghe, di chuyển ra từ từ thôi. Rồi anh một chùm này xuống chơi đi anh. Ủa anh hai chồng mới xuống đi anh, lên đi cầu Bằng Hồng Xanh Dương kìa. Ra luôn. Rồi vô ra đi mọi người, vô ra tranh thủ nha. Ở đây thì mình ngắm nước lâu trời, nước chúng ta hơi lạnh nha, dễ bệnh nha. Xuống nước đi nè. Rồi, bởi vì không có chuyện xuống nước đó. Rồi đi qua. Rồi, hai áo đỏ ơi, hai đến từ đâu vậy anh? Nghĩ đó hả? Rồi ở đất cuộc không, lấy đây tặng quà cho anh, em chưa tặng quà cho anh nè, lên đây nè anh. Lấy quà nè, em nói thiệt, lên đây lấy quà nè. Em gửi cho mình quà trái cây lấy nở với em nghe, em cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Rồi Cần Thơ ra cầu đi Cần Thơ ơi. Xuống nhà Cà Mau em lại, Cà Mau cho đội bạn ra được không? Rồi chị ra cái điện giống chấn động vậy nè. Ra đi. Ra được. Ai vậy? Đây là người ta cha lên đi ba cha. Đó, em mở nhạc này cho chị lên cầu cho nó thanh tịnh nha. Đúng rồi. Rồi coi xuống nhạc luôn, khỏi tắt nhạc luôn đi. Mở nhạc nào chị cũng lắc được hết trơn á. Mở nhạc thì bên chị cũng lắc được đó mà. Gửi lên cầu cho mấy đứa mọi người. Trời ơi, đội Cà Mau ra một cái cầu em nó chặt, nó xuống luôn nè. Trời ơi, trời ơi, mà chị lên thế động chứ nè, đứng lên đi người đẹp. Rồi, Cần Thơ, lại Cần Thơ. Rồi Sài Gòn lên hỗ trợ Cần Thơ luôn nè, mọi người dồn ra. Còn các cô ơi, gái Sài Gòn này tải đạn của em nè, dồn ra đây cô. Rồi, từ, đó, rồi mình ra đủ full cầu đi rồi mình chơi, nó sẽ vui hơn nha. Rồi, được chưa? Rồi, dang cộng hai chân bằng cái cầu đứng lên hết giùm em đi cả nhà. Lưu ý giùm em nha, quần bà ba đó là quần vậy thôi. Thành viên phía sau vui lòng không dịnh người phía trước, tránh trường hợp té xuống anh chị tụt quần bạn theo ha. Thời tiết đang lạnh nha. Nam đối với nam, nữ với nữ nhớ giùm em không dùng tay, dùng da, dùng bông đẩy nhau xuống mương. Nữ đối với nam, nữ được quyền dùng tay. Nhảy chân lên nhúng nhảy thì là mạnh giùm em nha. Rồi, Cà Mau bên này sẵn sàng chưa Cà Mau ơi? Cần Thơ Sài Gòn sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, lên nhạc nào. Ai ơi, lên luôn. Có là kệ tặng gái anh kệ con anh thôi đó là hẹn nhau xuống nhà. Anh chị chơi vui nha. Mới mở nhạc chơi để ra lọt chơi gì nè. Cái cầu lại, Cà Mau lên lại đi Cà Mau. Cà Mau chơi quá trời vui rồi. Dùng mấy trăm cây số lên đây nhúng cái một lọt hết trơn luôn. Tự hào cho Cà Mau nghe. Cà Mau ra lại đi Cà Mau. Cái quần đen này ra chơi đi cơm. Rồi dồn ra. Rồi bữa này Sài Gòn dồn qua Sài Gòn. Chơi chung với Cần Thơ luôn nè mọi người. Ra luôn đi mấy cô. Gió tay xuống ngậm miệng đứng thẳng chân dùm con đừng uống nước là được nha.
Có gái không mấy người? Ở đất ruộng bé không? Kiếp nạn thứ 82 của con bé lùi bữa nay đi chơi cầu giống nha. Lên lần nào cũng lọt đầu tiên không gì nè. Rồi lên đi anh chạy Cần Thơ, lên lại đi Cần Thơ. Cũng tiếp rồi hả? Rồi uống nước nãy giờ no bụng trắng động luôn, khỏi ăn cơm luôn kìa. Nhớ tay xuống gặp mày đi giùm em anh chạy, đừng uống nước nữa nha. Con ra đi con. Trời ơi, bây giờ đau vậy chị? Cái gì vậy người đẹp? Rồi dồn ra mọi người dồn ra tranh thủ nào. Hả? À, tranh thủ nhé, mình còn rất nhiều trò chơi nữa. Sau trò này tổ chức cho mình cái đu dây nha. Đó, đu dây xong bắt đầu mình chuyển qua mình đu vàng giáo. Đó, đủ thứ trò luôn. Rồi dồn ra đi mọi người. Trời ơi, chào Cà Mau ra một cái chấn động vậy nè. Xin mời sự xuất hiện của anh Trư. Rồi, xin mời anh Trư bước ra. Cái bên anh Trư là Tôn Ngộ Không. Đó. Trời ơi, Nacha, bữa nay nhiều Nacha lắm nghe, bữa nay nguyên một đội Nacha luôn nè. Không sao, mình được dùng tay thoải mái nghe. Trời ơi, đụng vô nó dội ra luôn đó. Đứng lên mọi người, đứng lên chơi nào. Rồi đứng từ từ thôi, đừng có nghiêng lắc nghe. Ôi, nghiêng kìa. Đứng lên mọi người. Một đứa cuộc bé đứng không nổi luôn trời. Đứng lên đi em. Gì vậy cơ? Từ, em ơi, em chỉ cần nhúc nhích một cái là cái cầu đứng yên đó cho chị cơ. Em đứng lên thoải mái, em thẳng hai chân lên, đứng lên giùm anh nghe. Đó, rồi, từ nghe, anh chị hơi sợ với em nghe. Rồi, dang rộng hai chân ra mọi người, ok. 1, 2, 3, lên nhà nào. Say. Ở lộn, rồi rụng, mà thở đi trời. Quá dữ, còn bao nhiêu là đấu, bao nhiêu là ra là đẩy, là nhúng, là đẩy, là nhúng, là đẩy, cầm thơm bố lên. Quay xuống nhà gối lộn tiền đình rồi kìa. Là trời đổ chạy lên kìa. Từ anh ơi, anh đừng nằm sấp nữa anh. Một bà thì lắc, còn một ông thì nằm sấp. Anh nằm sấp ngoài bạn nhúng là thị sản anh đó nghe. Đứng lên mọi người, đứng lên chơi nào. Rồi từ từ nghe, đứng lên mọi người. Rồi bé này đứng lên nuôi cơm. Bé gì dán keo vô cái cầu gì này, đứng lên chơi đi cơm. Rồi nước cục cô ra lại nữa kìa. Ở trong còn anh chị nè, chưa ra chơi thì ra luôn. Ra thêm được đó nè. Đó anh chị mới trong chưa chơi, mình ra bây giờ bên đây mình ra luôn. Rồi anh chị ở dưới buông đó giùm em nghe, chuẩn bị chơi trò mới nha. Mày sao Cà Mau lên lại hết chơi luôn vậy nè. 1, 2, 3, lên nhạc nào. Đừng chỉnh nhau mọi người, nhau là ấy chồng đó mọi người ơi. Rồi cô qua buông một bãi ra đi cô. Trời thiệt trời. Tiếp tục quá trời, xuống nhà. Cà Mau ơi, mấy ga đổ xe về đi Cà Mau, còn sớm nè. Trời chị chơi quá thì vui rồi trời. Bây giờ đổi vô chơi cho mình nghe. Bây giờ Cần Thơ lên trò chơi đầu tiên là Cần Thơ mình chơi cung chuông vàng. Em mời Cà Mau vô trò chơi đầu tiên mình chơi đấu cung chuông vàng với nhau nha. Rồi, người đẹp ơi người đẹp. Giới thiệu mình cái khẩu trang hơi xíu lên anh giặt anh mang lại đó. Đúng không ạ? Trời chơi sốc ối luôn trời. Đừng uống nước nữa nghe, uống người vừa thôi nghe. Uống quá ối luôn rồi. Rồi Cần Thơ, đây là Cần Thơ. Lên trò chơi đầu tiên là mấy anh trai lên trò chơi trước đi. Anh 1 chồng, 2 chồng, 3 chồng gì của em đâu rồi. Lên đây chơi trước nè. Rồi Cà Mau ơi. Cà Mau tập trung lên đây nè Cà Mau, lên cầu màu vàng nè Cà Mau. Mình đổi trò chơi, mấy anh trai chơi trước, nữ chơi sau. Nữ mình còn nghĩ mệt thoải mái giùm em nha. Nam chơi trước, nữ chơi sau mọi người. Rồi. Rồi xin mời đội chủ nhà sáng lên Cần Thơ bước lên nè. Các chị Cần Thơ đầu 16 chị nè, mọi người lên đây kết hợp chung với đội Cà Mau luôn được không? Lên đây này chơi chung với mọi người cho vui. Anh trai Spiderman của em nè. Đi từ từ xuống nha anh. Máy đập đầu vô cái phòng cái khùng tới già đó, anh đi xuống từ từ nha. Cần Thơ lên đây nè, Cần Thơ kết hợp chung với Cà Mau nè, lên đây Cà Mau. Lên đây nè anh chị, đổi cho chơi nè, lên đây nè. Gì Cà Mau mở hết trơn luôn đó hả? Gì vậy?